Ok, xin chào anh em. Và hôm nay tôi sựขอเริ่ม series hướng dẫn nhanh tựa game Valheim. Series này sẽ là series hướng dẫn những cái điều cơ bản và những cái anh em thắc mắc trong cái tựa game Valheim này. Thì ở tập này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để tìm được là thương nhân thần bí trong cái Valheim này. Vì có lẽ anh em chơi khá lâu tựa game này rồi nhưng chắc chắn là cũng không nhiều người tìm được cái vị trí của thương nhân thần bí, bởi vì mỗi một người chơi thì họ sẽ random ra một cái thế giới khác nhau, không giống nhau, thành ra việc cái tìm được thương nhân thần bí rất là khó khăn. Đó, như đã nói thì thế giới của Valheim là một thế giới rất là rộng lớn. Chúng ta thấy cái bản đồ của Valheim là một hành tinh luôn, khám phá hẳn một hành tinh. Thì cái việc tìm thương nhân thần bí ở những cái map là rất là khó, bởi vì mỗi một người chơi họ sẽ là một map khác nhau chứ không phải là giống nhau, một cái thế giới khác nhau hoàn toàn. Thế nên là việc tìm được thương nhân thần bí ở những cái bản đồ của mình khi đang chơi thì rất là khó. Có lúc nó ở gần mình nhưng có lúc nó ở đâu đó ở trên cái bản đồ rất là rộng lớn này, chúng ta không thể nào tìm được. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể tìm được thương nhân thần bí một cách dễ nhất. Đó, thì ở trong Valheim này thì một nhân vật chúng ta có thể tạo được nhiều thế giới khác nhau và chúng ta có thể đi qua các thế giới một cách dễ dàng mà không bị mất đồ, miễn là những cái đồ trên người nhà mình ấy, thì mình sẽ không bị mất, thì mình có thể di chuyển được qua các thế giới khác nhau. Thì hôm nay tôi sẽ cho anh em biết được một cái thế giới mà thương nhân thần bí xuất hiện rất là gần so với cái tế đàn mà chúng ta xuất hiện, để chúng ta có thể tiện tới đó. Thì việc đầu tiên là chúng ta cứ về thế giới của mình, chúng ta có đồ đạc gì thì cứ cất đi, cất vào, xong rồi chúng ta long out ra khỏi thế giới của mình. Sau đó chúng ta start game và tới cái thế giới này. Cái thế giới này có mã là 26069 LOLXD. Đó, đây là cái thế giới mà có thể có xuất hiện thương nhân thần bí rất gần mình. Chúng ta sẽ vào thế giới này, mua đồ và sau đó chúng ta quay trở lại thế giới bên kia của chúng ta. Không mất gì cả. Đó, thương nhân thần bí ở đây. Khi vào thì chúng ta sẽ xuất hiện ở đây. Đó, thì chúng ta chỉ đi xuống dưới, men theo bờ sông. Men theo bờ sông, xong đến cái khúc này, có cái chỗ bên rẽ trái, thì chúng ta rẽ trái luôn, và chúng ta đi thẳng xuống. Đi tầm đến vào khu rừng này là thương nhân thần bí sẽ xuất hiện luôn định vị, và chúng ta có thể đến đây được. Thì ở thương nhân thần bí có rất nhiều đồ quan trọng mà chúng ta có thể dùng tiền để có thể mua được. Ngoài tiền chúng ta lấy được trực tiếp ở những hầm mộ ra thì những cái viên ruby, những cái viên ember cũng đều có thể bán được. 20 viên ruby chúng ta có thể bán được khoảng 400 vàng. Mấy ember và ember tròn thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Mỗi cái đâu đó nó dao động toàn 100 đến hơn 100 gì đó. 20 viên ấy. Đó, thì ở đây thương nhân thì bán cho chúng ta 6 món đồ. Thì quan trọng nhất theo tôi là anh em phải mua ngoài cái mũ của ông già Noel ra thì gần như là 5 món đồ còn lại đều rất quan trọng. Cái thứ hai này là cái đèn pin vĩnh cửu. Nó đội lên đầu giúp chúng ta rất thuận tiện cho cái việc di chuyển vào ban đêm. Cái này là cái túi tăng thêm cho chúng ta thêm 150 điểm đồ nếu chúng ta trang bị. Đó, trang bị lên sức nặng mang vác sẽ là 450, rất là tiện luôn, rất quan trọng. Cái này thì tôi cũng chưa rõ là cái gì nhưng đại loại cái này chắc là để sau để chế đồ. Cái này là cần câu và đây là mồi câu. 10 vàng thì được 50 cái mồi câu. Đó. Thì đây đều là những vật phẩm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải có. Nếu chúng ta chơi mà không tìm được thân nhân thần bí thì rất là thiệt thòi trong cái việc khám phá thế giới này. Đó. Đó đấy, thì đây là cái cách dễ dàng nhất để anh em có thể khám phá tìm được thân nhân thần bí. Nếu ở cái map của anh em mà chúng ta không tìm được ngay thời gian lúc đầu thì chúng ta có thể dùng cái cách này để có thể gặp được thương nhân thần bí, mua những cái món đồ rất quan trọng cho giúp cho cái cuộc hành trình của chúng ta nó dễ dàng hơn một chút. Thì đó, đây là cái hướng dẫn nhanh cho anh em cách tìm được thương nhân thần bí một cách dễ dàng nhất. Nếu anh em xem hay muốn subscribe nước chuông để ủng hộ mình. Hẹn anh em ở những series hướng dẫn nhanh trong tựa game Valheim này. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bye bye.